Tại sao khi duỗi tóc chúng ta phải cách chân nhỉ? Đây là một cái câu hỏi rất là hay dành cho những anh em duỗi tóc xoăn. Mình sẽ đi sâu câu hỏi hơn một chút nữa là nếu như chúng ta sử dụng kem duỗi tóc mà bôi vào chân tóc thì nó sẽ có những cái vấn đề gì? Cái vấn đề đầu tiên đó là rụng tóc. Cái vấn đề số 2 đó là nó sẽ làm khô cũng như là ảnh hưởng tới cái chân trắng này. Và cái vấn đề số 3 đó là nó làm mất cân đối tổng thể toàn bộ cái phần tóc duỗi, tóc ép của chúng ta. Gần như là khi chúng ta làm xong ấy thì cái đầu đó vẫn đi. Về nhà anh em không chơi, không tạo kiểu được, nhìn nó buồn cười lắm. Mình cũng không muốn nói sâu hơn về cái đó. Đấy thì trên đây là toàn bộ cái sản phẩm kem duỗi tóc gồm số 1 và số 2. Thì trên sản phẩm cũng có rất là nhiều những cái hướng dẫn rất là cụ thể rồi. Khi anh em bôi thuốc, bôi kem phải cách ra ít nhất tầm 1 phần rưỡi, tốt hơn một chút nữa là 2 phân là ok nhất. Còn bạn nào mà chưa quen bôi lắm thì cứ cách hơn một chút nữa cho nó an toàn, cho nó đảm bảo anh em nhé. Và kể cả khi anh em bôi thuốc hay anh em sử dụng thêm cái máy kẹp để cho nó thẳng hơn ấy thì anh em cũng phải cách ra một chút như vậy, chứ không ai dí sát vào như thế. Thứ nhất là nó bỏng, nó nóng, thứ hai là nó gập cái chân tóc, nó không tốt cho anh em. Cho nên là kể cả là anh em sử dụng kẹp hay là sử dụng kem duỗi không thì anh em đều phải lưu ý những vấn đề đó để nó không bị ảnh hưởng tới cái tóc của anh em nhé. Còn nếu như những cái lời mà mình nói mà anh em vẫn chưa tin ý, thì anh em hãy đọc kỹ cái comment của bạn này này đấy, thì anh em sẽ hiểu là tại sao kem duỗi chúng ta cần phải cách ra như thế, sẽ đảm bảo cái độ đẹp cho anh em nhất nhé. Cảm ơn anh em.